Vâng, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Cung Bán Ô Tô Cũ của em Dương Hải Dương. Và buổi chiều ngày hôm nay là cái buổi báo giá tổng hợp chi tiết những cái mẫu xe tại cái cửa hàng Dương Minh Auto của em được 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương. Đấy, anh em nào có nhu cầu muốn quan tâm về các dòng xe ô tô cũ thì có thể là liên hệ với em qua số điện thoại là 0888 90766 nhé, hoặc đến trực tiếp tại đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương để xem những cái mẫu xe của tại bên em. Anh em nào có nhu cầu muốn quan tâm về các dòng ô tô cũ thì có thể nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh, vừa ủng hộ kênh mua bán ô tô cũ của em và vừa cập nhật được thường xuyên những cái mẫu xe của bên em đang bán. Em chỉ cần đăng lên là nó hiện lên điện thoại cũng như là hiện lên các thiết bị của anh em, vì vậy là anh em sẽ cập nhật được tất cả những cái mẫu xe của bên em đang bán. Và sau đây em sẽ giới thiệu cho anh em tổng thể và báo giá tất cả những cái mẫu xe tại bãi xe của em cho đến thời điểm hiện tại này. Vâng, xin mời anh em nhé. Vâng, thì tất cả những cái mẫu xe tại bãi xe của bên em cho cái thời điểm này thì với cái giá tiền rất là vừa phải. Đấy, vì vậy là những cái mẫu xe giá bình dân là anh có thể tiếp cận được. Ví dụ anh em mua một cái mẫu xe về để đi gia đình chẳng hạn. Đấy, với cái nhu cầu không quá cần thiết về một cái mẫu xe sang và đắt tiền thì hãy đến với cửa hàng của em. Thì cửa hàng của em cách cầu Phú Thái khoảng 500m. Đấy, chưa đến 500m thì đi về hướng Kinh Môn. Cửa hàng em ở Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương. Đấy, một cái bãi xe địa chỉ rất là dễ tìm thôi. Anh em nào có nhu cầu về đến đây là có thể nhìn thấy bãi xe của em ngay dìa đường luôn. Đấy, thì với một cái mẫu xe BMW của bên em mới về, đó là mẫu xe X5 sản xuất năm 2007. Đấy, mẫu xe này có giá 480 triệu đồng. Đấy, một cái mẫu xe số tự động. Còn dòng này nó là dòng xe 7 chỗ nha anh em nhé. Thông thường những cái dòng xe BMW X5 thì nó có 5 chỗ, nhưng cái mẫu xe này nó là đăng ký 7 chỗ ngồi, với sản xuất năm 2007. Xe form mới rồi, rất là đẹp, và giá là 480 triệu đồng. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ sớm với em để chốt được cái mẫu xe này, hoặc là em sẽ gửi hình ảnh cũng như video chi tiết về cái mẫu xe BMW X5 sản xuất năm 2007 này cho anh em xem. Đấy, một cái mẫu xe rất đẹp, gầm cao. Đấy, cái dòng xe SUV này. Đấy, với cái bản số tự động nhá anh em nhá. Cho anh em xem về cái phần nội thất của xe luôn. Đấy, khóa cửa bên này rồi. Đấy, với cái mẫu xe này là 480 triệu đồng. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em để em gửi hình ảnh cũng như là video chi tiết nhất về cái mẫu xe BMW X5 này. Đấy, với cái giá tiền rất là vừa phải. Và một cái mẫu xe rất là đặc biệt nhé, cái dòng sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc nhé, dòng Nissan Sentra. Đấy, với xe 5 chỗ ngồi và số tự động, bản này là bản 1.3 anh em nhé, sản xuất năm 2009, giá rất hợp lý luôn, 245 triệu anh em nhé. Một cái mẫu xe biển Hải Phòng và là tư nhân chính chủ từ đầu luôn. Em mua một chủ từ đầu luôn, mua của chính chủ nhé. Đấy, dòng xe nhập khẩu và nó là dòng này là siêu tiết kiệm nhiên liệu rồi, có 1.3 thôi, và giá là 245 triệu, rẻ bằng một con Kia Morning. Nói thật phân tích cho anh em là con Nissan Xtra, Sentra này nhé, bây giờ anh em mua một con Kia Morning 2009 đấy, nhập khẩu nhé, thì cũng phải là tầm 245 triệu rồi. Mà đây là một cái mẫu xe hai đầu sedan đấy, sản xuất năm 2009 và giá cũng chỉ có 245 triệu thôi. Thế mỗi người có một cái nhu cầu và một cái ví dụ nhà anh em có những cái cung đường nó nhỏ hẹp thì mua Kia Morning, nếu nhà đường rộng rãi thì theo em là nên lấy con Nissan Sentra này, rất hợp lý này. Đấy, 245 triệu nha anh em nhé. Và một con Mercedes C200, con này sản xuất năm 2004. Đấy, con này sản xuất năm 2004 nhớ, với hộp số tự động nha anh em nhé. Con này là 195 triệu đồng. Đấy, 2004, giá 195 triệu đồng anh em nhé. Số tự động luôn này anh em này. Đấy, bản này bản số tự động form mới rồi, 2004, và giá nó là 195 triệu anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe Mercedes C200 sản xuất năm 2004 này thì alo cho em này. Đấy, một cái mẫu xe cũng rất là đẹp. Và một cái mẫu xe rất là phổ thông để giới thiệu cho anh em là một cái mẫu xe Daihatsu Gentra màu đỏ mận và sản xuất năm 2007. Mẫu xe này sẽ được bên em bán mức giá là 148 triệu đồng. Đấy, vì vậy là anh em nào có nhu cầu thích về cái dòng xe phổ thông và có nhu cầu muốn mua về vừa đi gia đình vừa kết hợp chạy dịch vụ thì mua cái mẫu xe Daihatsu Gentra này, giá rất hợp lý nha anh em nhé. 148 triệu đồng nha anh em nhé. Đấy, giá đấy là giá trên là đã bao gồm phí rút hồ sơ cho anh em rồi. Và một cái mẫu xe nó mang tính chất là sang hơn một chút, có thể là anh em mua về để chạy xe hoa cũng được, mà cũng có thể là kết hợp chạy dịch vụ. Đó là một cái mẫu xe tầm phân khúc tầm trung, là một cái mẫu Kia Forte sản xuất năm 2009. Dòng này là dòng nhập khẩu Hàn Quốc với bản số tự động cửa lóc nhé. Với cái bản 1.6 thì cái mẫu xe này sẽ được bên em bán mức giá là 345 triệu đồng. Đấy, 345 triệu đồng một cái mẫu xe số tự động sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc Kia Forte.
Đấy. Và một cái mẫu xe Mercedes số sàn sản xuất năm 2001 C200 biển Tây Linh nhé. Đây là một cái mẫu xe biển số sàn và giá là 135 triệu, rất rẻ thôi. Chỉ bằng một con phải nói là bằng một con City. Đấy, dòng phân khúc bình dân nhưng mà cái dòng mẹt này đi thì nói chung phải nói là rất là sướng nữa. Và giới thiệu cho anh em đây là một cái mẫu xe Mercedes C230 sản xuất năm 2008 và có giá tiền là 385 triệu đồng. Anh em nào có nhu cầu muốn mua thì liên hệ sớm chốt được cái mẫu dòng xe sang này. Dòng này thì anh em đi gia đình thì không phải bàn về chất của xe nữa, bởi vì một cái dòng xe màu xanh ngọc rất là đẹp luôn và giá thành cũng rất là vừa phải thôi, dưới 400 triệu một cái mẫu xe Mercedes C230 nha anh em nhé. Mẫu xe Kia Carnival này thì bên em vừa nhận cọc tối hôm qua rồi. Đấy, nhận cọc tối hôm qua cho một bác ở trong miền Nam. Đấy, một con Innova này cũng nhận cọc cho một bác ở trong Quảng Bình. Thì hôm ra qua đã ra cọc tiền và đợi rút hồ sơ rồi. Đấy, hai con mẫu xe này đã được nhận cọc. Đấy, và giới thiệu cho anh em tiếp theo là một cái mẫu xe số sàn sản xuất năm 2008 này. Con này là Kia, con này là Chevrolet Vivante với 7 chỗ ngồi và giá là 170 triệu đồng. Đấy, 170 triệu nha anh em nhé. Tất cả những cái mẫu xe bên em giá đều công khai hết. Bọn em đang theo cái mô hình là chợ ô tô kiểu Mỹ. Đấy là gọi là hôm nay là mình gọi như vậy, bởi vì một cái giá thành này công khai này. Đấy, để cho anh em lựa chọn những cái mẫu xe của bên em. Tất cả ví dụ những cái mẫu xe anh em đến đây, đôi khi không cần người hướng dẫn, không cần người báo giá thì anh em đã cập nhật được tất cả những cái giá cả cũng như đời xe rồi. Bởi vì em ghi rõ ràng ở trên mặt tablo kia thì anh em sẽ cập nhật được tất cả những cái thông tin của xe và giá thành rồi. Đấy. Đấy, mẫu xe Ford Escape 2 cầu sản xuất năm 2004. Mẫu xe này sẽ có giá là 145 triệu đồng nha anh em nhé. Một cái mẫu xe 2 cầu số tự động nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ sớm với em nhé. Vâng, và với mẫu xe tiếp theo là một cái mẫu xe C180 sản xuất năm 2004. Và đây là một cái mẫu xe form mới nhé, được trang bị rửa đèn nhé. Đấy, rửa đèn, đây là rửa pha đèn này anh em nhỉ. Đấy, phần này là phần rửa pha đèn này. Và giá mẫu xe này là 195 triệu nha anh em nhé. Với cái bản này là bản số tự động 2.0, rất tiết kiệm nhiên liệu luôn. Anh em nào có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe Mercedes này thì có thể đến trực tiếp tại Kinh Môn này. Đấy, tại Kinh Môn Hải Dương để xem xe nhé. Và một cái mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2005. Đây là bản Limo, đã được chủ xe lưng lên na răng đúc màn hình cũng như là 4 phanh đĩa rồi. Giá là 155 triệu nha anh em nhé. Biển Hà Nội, em mua chính chủ luôn. Thì mẫu xe này có giá là 155 triệu. Anh em nào thích cái dòng xe ăn chắc mặc bền và tiết kiệm nhiên liệu thì mua cái mẫu xe Toyota Vios này. Đấy. Và một cái phân khúc dạng sang hơn một chút, đó là một cái mẫu xe Toyota Corolla Altis sản xuất năm 2008. Và đây là một cái mẫu xe số sàn, có giá là 365 triệu nhé anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì đến trực tiếp đây để xem xe nhé. Và một cái mẫu xe Hyundai Venna nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc số sàn và giá là 155 triệu. Một mẫu xe Hyundai Elantra sản xuất năm 2009 và giá là 215 triệu. Và Toyota Camry sản xuất năm 1997, giá 135 triệu số sàn. Và con Toyota Camry bản GLI số sàn 2000. Đấy, mẫu xe này có giá là 190 triệu đồng. Và một cái mẫu xe Lacetti CLX sản xuất năm 2009 và có giá là 255 triệu. Volkswagen sản xuất năm 2002 và đăng ký lần đầu năm 2019, có giá là 215 triệu. Đấy, vừa rồi là cái buổi báo giá tổng thể cũng như là báo giá các đầu xe tại bãi xe của em Kinh Môn Hải Dương. Vì vậy là anh em nào có nhu cầu muốn tìm hiểu hoặc là muốn mua các mẫu xe hoặc là muốn xem các mẫu xe của bên em thì hãy đến Kinh Môn Hải Dương. Đấy, cách cầu Phú Thái khoảng 200m thôi. Đấy, cách cầu Phú Thái khoảng 200m, rất là dễ tìm. Cửa hàng của em đây, cửa hàng Dương Minh Auto Kinh Môn Hải Dương. Đấy, cái địa chỉ rất là dễ tìm để cho anh em đến xem xe tại cửa hàng em. À, anh em nào lần đầu nhớ xem clip của em thì anh em nhớ có thể nhấn nút và đăng ký theo dõi kênh. Thì bên em đăng xe thì anh em sẽ cập nhật được thường xuyên những cái mẫu xe của bên em đang bán. Vâng, xin chào và cảm ơn anh em đang theo dõi clip của em nhé.